Một chiếc khăn mà chất lượng tốt mà giá cả phải chăng chỉ có thể là nhà Royal thôi các anh chị. Đây là sản phẩm khăn cô tông có khả năng siêu thấm hút nha. Màu sắc thì rất là tinh tế luôn. Có hai dạng khăn là khăn tắm và khăn mặt nè. Có đủ kích thước và màu sắc cho các anh chị lựa chọn nha. Đây là thương hiệu Royal nè các anh chị. Đặc biệt khăn không ra màu, không xù lông và không bị giãn trong quá trình sử dụng. Và đây là đánh giá của khách hàng này các anh chị. Khăn Royal mềm, thấm hút tốt, giá rẻ, giao hàng nhanh, shop thân thiện. Đây là video thực tế khách hàng đã mua và quay cho mình xem nè. Giao đúng màu, chất lượng rất tốt, khăn dày mềm 100%, bông thấm tốt, đóng gói tốt, giao nhanh. Nói chung thì khăn thương hiệu Royal được rất là nhiều người tiêu dùng sử dụng và đánh giá tốt rồi. Với cái chất liệu cô tông và khả năng thấm hút thì vô cùng tuyệt vời luôn. Đặc biệt là có đủ kích thước và màu sắc cho các anh chị lựa chọn. Chất liệu thì mềm mại như bông, đường may thì sắc nét tỉ mỉ, rất là chắc chắn luôn, dùng trong thời gian rất là lâu. Các anh chị có thể mang theo trong những chuyến cắm trại hay là đi biển, không phải sử dụng khăn ở khách sạn mà chúng ta không an tâm về chất lượng ha. Nếu các anh chị có nhu cầu thì click vào giỏ hàng em đặt ở góc trái màn hình để xem sản phẩm và mua hàng nha.